thì là vợ em bị phát hiện ra là bị đa năng buồng trứng. Thế là bác sĩ nói thẳng luôn là khó có con, không có, khó chứ, rất khó có con. Khi nào mà muốn có con á thì đi làm điều chỉnh các thứ, phải có thể sự can thiệp của bác sĩ. Còn lại là không hề có con được, đó rất là khó. Em là một người rất thích có gia đình, em muốn có con, em cũng rất là suy nghĩ về chuyện đó. Em suy nghĩ khoảng 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày, em không nói với vợ em chuyện đó, thì em cứ suy nghĩ thôi. Thì khi mà em suy nghĩ xong rồi thì em nói với vợ em là một cái mà anh không đồng ý với lại phim Hàn Quốc là phim Hàn Quốc nó hay có cái kiểu là mẹ bị thương xong đẻ con xong cái phải Eternit dòng trẻ hóa và tăng sinh tế bào, giải quyết 3 vấn đề cho da lão hóa. Tạm thời chia tay với cặp vợ chồng của Vũ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Trời ơi, eo ơi, xinh xắn quá luôn đó. Giống cô gái Nhật Bổn vậy. Chàng trai cũng Nhật Bổn luôn. Mới cặp mắt kính mà nó tròn xoe như vậy nè. Việt Nam hết. Rồi, chào hai bạn. Dạ, chào anh chị. Đầu tiên thì xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Minh, thì hiện tại em đang làm marketing manager của một công ty du lịch. Nhưng mà mùa này bắt đầu là mừng ăn được rồi đúng không? Dạ, du đang lịch chạy deadline các thứ rồi đó. Đó, du lịch bắt đầu nghe là ngon lành lắm. Ngon lành rồi. Ngon lành lắm. Mà Minh thì quận mấy? Dạ, bọn em thì không, bọn em đang ở thuê ở nhà quận nhất ạ. Rồi, xin mời cô gái nhỏ bé. Dạ, em chào anh chị. Em tên là Khánh Hà. Em đang làm người mẫu ảnh, diễn viên quảng cáo ạ. Và em là mẹ của em bé bánh dày, bánh dày 9 tháng tuổi. Dạ. Bánh dày? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Như vậy là chút là lúc ngán á, chắc thèm bánh dày đúng không? Ôi, sao anh biết hay quá. Vậy hả, lúc tự thèm bánh dày vậy đó? Dạ, là vợ em là thai kỳ của em là kiểu nó nhẹ nhàng hơn mọi người khác, là không có ngán gì mấy. Nhưng mà chỉ ngán được một đúng món duy nhất là món bánh dày thôi. Dạ đúng rồi, là ăn là cứ sáng nào là em cũng xách xe chạy lên ngay cái cửa vùi viện, cái cửa hàng là cứ mua hai cặp bánh dày về cho vợ ăn. Con thích ăn bánh dày hay là ăn cái chả để kẹp với cái bánh dày? Em thích ăn cái bánh dày, cái mà vị tinh bột của bánh dày. Rồi bây giờ quay ngược thời gian, hai đứa làm sao mà gặp nhau, cơ duyên nào hội ngộ nhau, và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng gì về nhau? Anh Minh là chồng em thì là người mà có tiếp cận với em trước, chắc là khoảng tầm 3-4 năm trước nhỉ? 4 năm trước. Là vợ em là kiểu người mẫu có hoạt động trên xã hội ạ. Thì là em có biết cái tài khoản đó rồi, là em thấy bạn dễ thương nên là mình cũng có tìm hiểu, có follow friend các thứ, nhưng mà không được phản hồi. Thì cái đợt đấy là năm 2017, em nói em làm agency, người ta có một cái list khách kiểu người mẫu để mà book cho cái chiến dịch đó. Thì em thấy tên bạn này. Chính là cái bạn mà mình hồi đó mình có follow, mình có add friend mà người ta không trả lời mình nè. Bây giờ book bạn đó cho mà biết, làm việc qua lại trong cái group chat công việc với nhau á, thì mình cũng tự tin là bây giờ mình đã có nói chuyện rồi, cũng không phải là người xa lạ nữa. Thì mình add friend tiếp thì cũng không accept. Cái group chat chấp nhận thì vẫn chat với nhau bình thường. Vâng. Nhưng mà bên đây thì nhắn tin thì không trả lời. Cái nào rất là rõ ràng. Công việc rồi. Còn cái này là chắc chắn là anh mà nhắn tin cho tôi là chuyện riêng tư rồi. Em chỉ đang tập trung vào cái công việc đấy thôi ạ. Đi 3-4 tháng sau là xong cái chiến dịch đó, mọi thứ xong xuôi hết rồi á, thì tự nhiên em thấy bài post của bạn này, tại vì mình theo dõi mà, cho nên nó sẽ hiện bài post lên. Em nói thì ra là vẫn chưa accept mình. Em kêu là thôi cho một cơ hội cuối, em lại gửi lời mời kết bạn lại lần nữa. Thì tự nhiên ngay lập tức luôn, là kiểu mới bấm kết bạn cái là ngay lập tức lại accept, xác nhận. Mà thậm chí là còn nhảy vô chat với em luôn. Là hello ai đó. Nhưng mà tự nhiên bình thường thì em cũng ít lên Facebook và em check xem là ai add friend mình á. Thế là hôm đấy tự nhiên thế nào lại hứng lên, nên là bảo chắc là hôm nay xem là một ngày đẹp trời mình có nên xem ai kết bạn với mình không, mình cũng tò mò. Không, mình nhìn mà là người này trông vừa quen mà lại vừa lạ, mà lại ở Sài Gòn, mà đợt đấy thì em đang hoạt động ở Hà Nội ạ, sống và làm việc ở Hà Nội, thế là kiểu mình thấy là bất ngờ và cũng lạ. Thế là mình và nhắn tin hỏi xem là hình như là mình đã gặp nhau ở đâu rồi. Đó, thì em muốn double check lại xem là có đúng không. Rồi bao lâu thì các bạn mới gặp lại nhau? Em là người chủ động tìm hiểu, làm quen, như bạn này là accept, cũng là người accept. Nhắn tin trước cũng là người nhắn tin trước. Rồi hẹn hò đi trước, chơi trước đầu tiên là cũng là bạn này. Hôm đấy thì anh ấy bảo là thế em ở đâu, em ở Hà Nội hay Sài Gòn? Em bảo là em có làm việc qua lại giữa bên Sài Gòn và Hà Nội, mà em đang ở Sài Gòn này. Anh bảo là thế hôm nào mình gặp nhé. Thì em bảo là hôm nào là hôm nào, anh cho em một ngày cụ thể đi. Em nhắn là hôm nào, trong tuần này thì em rảnh ngày này thì mình có thể gặp cũng được. Em nhớ là vợ em ghi luôn là thứ bảy này 7 giờ, tại vì 9 giờ tối là vợ em bay đi Hà Nội. Trời ơi. Nên là vợ em kêu là hẹn luôn 7 giờ đi được đi. Đó là em ok. Cái buổi hẹn đầu tiên á thì nó cũng chớp nhoáng, nhưng mà nó cũng có nhiều kỷ niệm.
Em thì là em lại thuộc dạng là không bia rượu, không thuốc lá, nói chung là không không có mấy cái đấy. Thì đợt đấy là hẹn nhau đi một cái quán ăn, thì em mới nói là em là người Hà Nội mà nên là em thích ăn cái gì thì em chọn, thì anh sẽ chở em đi. Thì hôm đó bạn ấy nhắn em là anh hay là mình đi quán Nông Chạy Khoai. Đấy là quán mà em với cả bạn bè em, bạn bè thân thiết ấy, quán rất là hay tới. Cô này, quán rượu cô này. Đến để chúc mừng sinh nhật này, đến để đi nhậu này, hoặc đến để nói chuyện vui thôi cũng hẹn là, hết. Thế là em cũng cũng sụp bàn nước này, kiểu lạ quá đó, giờ chưa bao giờ hẹn mấy người như vậy. Rồi sau đó vô bàn. Anh ấy uống soda hay là anh soda? Soda, soda, soda. Em thì gọi gì? Em uống bia. Đúng rồi, cũng hơi kỳ nữa. Hai thế giới. Thế là em nghĩ là thôi hay là mình rủ anh ấy đến nhầm chỗ, bởi vì anh không uống bia mà đó là quán bia luôn. Nhưng mà được cái là em ăn đồ nhậu ngon lắm. Mấy đồ nhậu là em ngồi là cây đũa vàng luôn. Cho nên là thật ra là cũng cái cuộc hẹn á dễ thương, nói chung là một cuộc hẹn rất là thú vị. Rồi lần thứ hai gặp nhau ở đâu? Em đi ra ngoài Hà Nội thì em quên mất một cái đồ ở Sài Gòn. Nếu mà ai đi về Hà Nội mang hộ thì anh này lại có việc về Hà Nội. Em có dự định ra Hà Nội để ăn đám cưới, nhưng mà em cũng đang kiểu lưng chừng không biết là mình gửi tiền thôi, gửi phong bì thôi hay là đi. Thấy cái status của cô này cái là nhắn tin vô, em ơi anh cuối tuần ra Hà Nội nè. Thầm cái là em book vé máy bay em ra là cũng rất là thích cô này. Rồi lần thứ hai gặp lại thì sao, thấy nó có khác gì không? Lần thứ hai gặp lại thì lúc đấy là vào mùa đông Hà Nội. Mùa đông trời đang se lạnh ạ. Thì em có rủ anh ấy đi chơi chèo thuyền, em mong là anh ấy sẽ thích, thì anh này chèo thuyền hăng lắm ạ. Nhưng mà tua lại trước một xíu, cái vụ chèo thuyền đó là ban đầu là tụi em chỉ là hẹn hò đi ăn trưa uống cà phê, là đơn giản là đưa đồ rồi thôi. Thì đợt đó em ra Hà Nội ăn cưới thì hẹn bạn này lúc 12 giờ trưa đi ăn rồi uống cà phê. Thì hẹn đến khoảng 3 giờ là em có cuộc hẹn khác. Đợt em sinh em độc thân mà cho nên là em nhiều cuộc hẹn pha lắm, mà xong pha lúc này 3 giờ thì em cũng có một cuộc hẹn khác. Thì là 3 giờ bạn gái này cũng có một cuộc hẹn khác. Thế là không nói không rằng gì hết, cả hai đứa đều cầm điện thoại lên nhắn tin cho cái người kia là anh ơi hay là bạn ơi, mình có việc đột xuất, mình không có đi được cái 3 giờ đợt này. Và hai đối tác lúc 3 giờ đó đều bị cancel một lúc đó. Giống nhau rồi đúng không? Yeah. Khoảng tầm lần hẹn thứ 5, thứ 6 ạ. Lúc đấy là anh ấy bắt đầu thể hiện thái độ là nếu mà em... Thái độ? Em ngồi sau xe anh ấy mà em không ôm anh ấy thì anh sẽ không đi. Lúc đấy bắt đầu mối quan hệ nó bắt đầu... Em nghĩ là chắc là tỏ tình, gọi là tỏ tình thông qua cái cử chỉ đó. Kiểu mà xe nó xăng đó. Em hơi xến một tí cho nên là kiểu đó. Ngay từ đầu hai đứa gặp nhau thấy khác nhau quá nhiều rồi. Nên là cái việc khác nhau đấy làm cho hai người cùng muốn tìm hiểu đối phương nhiều hơn. Thì em cũng thể hiện với anh ấy luôn là bản thân em như này như kia. Và thực sự là có những cái em khác anh. Cái cá tính em nó như thế này. Em cũng không trau chuốt được nhiều, em cũng thế này thế kia, em cũng thẳng thắn. Và em cũng nóng tính nữa. Em là cái quãng đường là từ tháng 12 em gặp nhau nè. Đến tháng... Năm sau là đến tháng 7. Đến tháng 7 là em cầu hôn. Cầu hôn. Nhưng mà bọn em cũng kiểu cũng cười cười chứ không có đồng ý kiểu chính thức á, chị hiểu không? Dạ. Em có một cái may mắn từ nhỏ đến lớn á, là em biết em muốn cái gì trong cuộc đời em. Cái niềm tin của em là em muốn cưới bạn này, vì bạn này là bọn em là rất là rõ ràng. Thì là em cũng hiên cái chuyện đó là năm sau cưới, năm sau cưới em. Thì bạn này cứ cười, tại vì bạn này rất là trẻ. Thì có một cái nút thắt là đợt đấy là vợ em bị đau bụng dữ dội phải đi khám, thì là vợ em bị phát hiện ra là bị đa nang. Đây đang bụng trứng. Thế là bác sĩ nói thẳng luôn là khó có con. Khó chứ. Khi nào mà muốn có con á thì đi làm điều chỉnh các thứ. Phải có thể sự can thiệp của bác sĩ. Vâng ạ. Còn lại là không thể có con được. Đó rất là khó. Em là một người rất thích có gia đình, em muốn có con. Em cũng rất là suy nghĩ về chuyện đó, em suy nghĩ khoảng 2 3 4 5 6 7 ngày, em không nói với vợ em chuyện đó, thì em cứ suy nghĩ thôi. Thì khi mà em suy nghĩ xong rồi thì em nói với vợ em là một cái mà anh không đồng ý với lại phim Hàn Quốc. Là phim Hàn Quốc nó hay có cái kiểu là mẹ bị thương xong đẻ con xong cái phải bác sĩ hỏi là giữ đứa con hay là giữ mẹ, kiểu vậy sẽ có cái câu hỏi đó. Thì em thấy cái câu hỏi đó rất là vô lý, tại vì đứa con nó thật ra là nó cũng chưa chào đời, nó cũng mình cũng không biết nó là ai, mình chưa tiếp xúc với nó ngày nào hết, và vợ mình là cái người mình yêu, vợ mình sẽ là cái người mình sống cả đời với, thì không có việc gì mà anh phải đắn đo lựa chọn là chọn con hay chọn em hết, là 100% anh sẽ chọn em. Thì vợ em cũng như cũng kể lại với mẹ vợ em hay sao, hai mẹ con cũng khóc lóc chỉ nhau chuyện đó là như thế. Bây giờ kể cho anh nghe coi, bây giờ không biết coi như là sao, anh ấy có tật xấu gì không? Thực ra là lúc mà mới yêu nhau thì đã nhận ra tật xấu rồi, tức là lơ đánh, hay quên. Thế là em thì luôn luôn phải người kiểu đến để nhớ hộ anh ấy cái vấn đề đó. Khi mà anh quên thì mình lại tìm giúp hộ cho. Cái thứ hai là anh ấy cũng gọi là thích giải thích nhiều, là nói nhiều. Thì em mong muốn anh thay đổi gì nói luôn này. Thực ra thì em rất là mong muốn, em không nghĩ là anh có thể thay đổi được, nhưng anh có thể giảm bớt đi, là anh có thể đỡ quên hơn. Tập trung làm một cái gì đấy nó chỉnh chu hơn một tí.
có thể là anh giải thích với em ít hơn, bởi vì em tin là em là một người lắng nghe khá là giỏi, nên là khi mà anh nói một vấn đề thì em có thể hiểu luôn. Tìm chìa khóa rồi đấy. Chìa khóa là đúng rồi đấy. Rồi bây giờ tới phiên của em đó. Mình chỉ một cái duy nhất thôi là em nóng tính thôi. Đó là vợ em từ lúc em gặp ngày đầu tiên đến tận bây giờ nó là như nhau. Em cũng như vợ em là em cũng không muốn vợ em thay đổi đó, tại vì em biết là em muốn không thay đổi được. Cái em thay đổi là em thay đổi bản thân em trước. Mình biết cái tính tình tính vợ mình như thế, nên là những cái lời nói lúc nóng giận nó không có nghĩa như vậy đâu, chỉ là vì nóng giận nên là nó như thế thôi. Thì mình bớt buồn đi một chút. Thì em chỉ mong vợ em là nếu mà thấy em hay quên thì cũng vẫn bực mình, vẫn nói em, nhưng mà cũng nghĩ là do là chồng mình tính chồng mình nó như thế thì cũng đỡ thấy khó chịu cái chuyện đó một cũng chút. Cũng là châm trước giùm. Dạ đúng, châm trước giùm. Theo anh được biết là hình như là hôm nay là Minh đến với chương trình có một cái bí mật gì đó muốn tặng vợ đúng không? Hồi lúc mà bọn em đám cưới á, thì bọn em, cái đám cưới của bọn em là bọn em làm hết mọi thứ. Thì trong cái đám cưới đó vợ em có một cái yêu cầu duy nhất là vợ em muốn nhảy một cái bài hát. Nhảy một cái bài hát đó là vợ em rất là thích. Thì bài đó nó khoảng một phút. Rồi đến ngày đám cưới có nhảy được không? Đến ngày đám cưới có nhảy được. Nhưng mà nhảy được đúng 10 giây cái là tụi em cụp cái là xuống luôn. Lý do? Nhảy được 10 giây rồi mọi người đang vỗ tay thì một cái nhạc đó kết thúc cái chương trình, MC chương trình đi lên cái là kết thúc chương trình. Ơi, dạ đúng rồi, hết luôn rồi đó. Thế là bọn em bắt đầu bọn em cọc là bọn em nóng tính mà. Thế là bọn em quay qua. Sao vậy anh? Kiểu, để anh xuống xử lý cái thằng kia, là em cứ đinh ninh là bên ở dưới nó làm sai cái chuyện gì đó. Em xuống em xử liền. Cái là em nhìn vô một cái là em thấy em cắt nhạc sai. Em giỡn em là em nghĩ sai. Em giỡn là cái tật xấu đầu tiên đó. Để lên đỉnh đó là trong cái đó. Quên cái quan trọng cũng quan trọng đấy. Thế rồi hôm nay sao? Trong hôm đó là em nói với vợ em, thôi vợ cái này lỗi của anh cho nên là anh xin lỗi vợ, nên là để hôm nào anh bù cho vợ chuyện đó. Thì ngày hôm nay em xin phép chương trình cho em bù cho vợ em cái đó. Cắt nhạc đúng chưa? Dạ chắc là mong là cắt đúng rồi. Đứng lên nói xong nhảy luôn nhá. Rồi vô. Vợ đứa này vợ em. Có thôi. Đây rồi, hay quá. Thấy hai đứa em nhảy rất là đáng yêu. Ôm nhau cái coi nào. Rồi, bây giờ chúng ta đến với phần kiểm tra Huy và bốc thăm may mắn. Nguyễn Thới Quá Trân, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là nhân viên kế toán. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, em xin kính chào quý khán giả. Em tên là Trần Phan Hiển, năm nay em 32 tuổi, hiện tại em cũng đang là nhân viên kế toán của văn phòng. Có làm chung công ty không? Dạ, dạ không. Lần đầu các bạn gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Hai đứa em thì nên duyên cũng từ một cái chương trình mai mối trên TV. Để đoán nha, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đúng không? Đúng rồi. Tụi em yêu chéo nhau là sau khi gặp mặt ở ngoài tụi mới gặp nhau mới là yêu nhau thôi, chứ không phải là chung một cái chương trình đó luôn. Ủa là dạ có em, nghĩa là em với vợ em là hai cặp khác nhau. Hai cặp khác nhau dạ, em ờ đó rồi dạ. Xong tự nhiên dạ. Hai cặp đó dạ, không rồi. Thành dạ, đúng rồi. Tụi em dạ, ra đúng ngoài rồi. Đời gặp nhau là thành dạ. Một cặp này dạ. Có nghĩa là các bạn, có nghĩa là sau khi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xong thì rồi đi ra ngoài mới gặp nhau. Đúng dạ. Rồi mà gặp nhau ở đâu? Tại vì chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là có một cái chương trình offline ở ngoài nữa. Thấy chưa? Thì khi mà quay xong ở trên đây thì tụi em mới là tụ tập lành trở thành một cái group. Xong rồi mới là ốp ở ngoài rồi mới gặp đó, nhau rồi đó. Tại vì phải nói rõ chứ tôi tưởng đâu là gặp nhau ngoài bãi dưới xe rồi quen nhau. Mình nói để cho khán giả biết rằng là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không chỉ lên sóng truyền hình dạ. Mà còn là có một cái chương trình offline của Bạn Muốn Hẹn Hò nữa đó. Đúng chưa? Khi mà các bạn gặp lại nhau trên cái buổi offline đó thì ai là người ấn tượng người kia trước tiên? Lúc đầu thì em ấn tượng của vợ em trước. Trước khi mà em lên chương trình Bảo Hoàng Hò thì em cũng có coi một số phát sóng trên TV. Thì cái hôm đó là em coi trúng tập của vợ em phát sóng. Thì em coi trên TV thì hôm đó thấy cô này cổ ít nói, cổ chín chắn, cổ dễ thương. Mà hôm đi off thì em gặp ở ngoài mà cô này cổ rất là vui vẻ, rất là nhí nhảnh. Em mới lại bắt chuyện làm quen. Lúc đó tại vì em quay trước rồi, em đã quen với mấy bạn trong chương trình rồi. Lúc đó là em
em cũng có quen một bạn trong cái group đó rồi. Lâu lâu cái nhắn tin trên Facebook đồ này kia, hỏi thăm đồ này đó, thì em cũng thấy bình thường, không có ấn tượng gì hết. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới dừng lại với người ấy mà chấp nhận anh? Chắc cũng được 2-3 tháng gì hà, xong rồi cái anh này cứ tấn công. Bạn này biết không? Bạn này dạ biết, dạ biết. Tại lúc đó trong group là vợ em rất là nổi tiếng chị. Ai cũng theo vợ em đó, lúc đó xinh xắn dễ thương lắm, dạ, dạ, đối tượng lắm. Cái group đó còn tồn tại không? Còn chứ. Nếu bữa nào tôi gia nhập. Nó giỡn thôi. Nó giỡn. Cả nước biết luôn. Nó giỡn. Cái này không có cắt đâu, đừng hy vọng. Nhưng mà em biết người ta đã có bà người ấy rồi mà em còn theo đuổi nè. Tính của em là thích đánh đồn có địch nó vui hơn anh. Em tấn công cách nào đâu. Cứ rỉ rả tối về em nhắn tin vui buồn gì em cũng nhắn tin, em gọi điện thoại, em cứ rủ đi cà phê. Bạn đi với mình thì mình phải chớp cơ hội liền. Còn bạn đi với người khác thì em biết là mỗi lần đi là vợ em đều đi với các bạn trong group hết. Dạ nên em cũng cố gắng đi theo luôn. Qua em chở vợ em là từ từ vợ em cứ chịu em liền. Vậy đó hả? Cứ vậy mà lúc đầu em đấu thích, nó không có người chở rồi. Cái bắt đầu cái sau này mình chuẩn bị mình lơ cái người ấy rồi đó. Bắt đầu cái ông này gặp đang buồn buồn nữa, cứ rủ đi chơi đi này đi kia, rủ mình tối ngày rủ đi chơi hoài. Mà gặp cái tính của em là hay thích đi chơi, ai rủ là em cứ đi liền. Rồi đến khi nào mới bắt đầu chính thức yêu nhau? Dạ thì chắc có lẽ là hơn một năm sau thì em biết là bạn em với bạn trong group là không có quen nữa. Nên trong một lần đi chơi thì em cũng ngả lời là vợ em cũng đồng ý luôn. Đi đâu? Dạ thì hai đứa em đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu rồi dạ. Tối có về không hay là ngủ lại? Dạ không về, dạ ngủ lại. Thì cứ hướng một phòng ngủ thôi, nhưng mà người ai nấy ngủ thôi. Đó nhưng mà cái đó là lần đầu tiên đi với ông này nên là thôi cũng sợ lắm, đâu cho tối đêm đó cũng có mon men đúng không? Thì không, lúc đó thì cũng sợ sợ thôi nhưng mà đâu chịu. Đêm đó mướn phòng hai giường đúng không? Không, hình như phòng một giường rồi. Một giường mà ấy mà em sao em khó chịu không? Dạ không cũng... Thiệt không đó. Em giữ cho vợ em chứ không phải là em không phải khó chịu, em cũng bứt rứt vậy lắm anh. Bứt rứt chưa? Vậy cũng đâu chịu bỏ qua đâu anh. Không có chịu bỏ qua. Còn nữa, đi đúng. Đâu? Bao lâu nè? Mấy tháng sau cái là mình rủ đi Đà Lạt chơi. Đi mấy ngày luôn. Rồi, rồi chung khách sạn. Đó, cái chủ dạ, yếu là cái chỗ đó. Rồi, ở cái phòng mấy giường. Đâu có chịu hai giường. Dạ, rồi sao? Tới luôn, điều gì tới nó dạ, cũng tới. Dạ đúng rồi, điều gì tới nó sẽ tới, hồng cảnh đưa đẩy anh ơi. Nhưng mà vui á. Vui. Để cho lấy rồi. Trời ơi, chị nào? Hỏi một cái là chị giục miệng là chị biết là chị trật rồi. Thì chị phải quay qua em liền. Đó. Lấy đó chị ơi. Nói tiếp đi. Nghe nè, sau đêm đó là coi như là không có còn cái gì để gọi là giữ gìn nữa hết đúng dạ, không? Đúng rồi. Đó, xong hết rồi. Rồi có bị biến cố gì xảy ra không? Dạ không, lúc đó thì chưa, còn sau thời gian này thì mới có biến. Dạ thì sau một thời gian khoảng 2 năm, em cũng có thừa với ba mẹ của em là em quen vợ em, là em cũng xác định là hai đứa tiến tới với nhau. Thì lúc nói ra thì mẹ em nói là hai vợ chồng em không có hợp tuổi, nằm trong tứ hành xung á. Dạ nên lúc đầu thì không những là mẹ của em mà mẹ vợ em thì biết tin hai đứa quen nhau thì hai bên cũng có cấm cản. Lúc đầu cũng làm cho hai vợ chồng buồn, nhất là vợ em buồn nhiều. Nhưng mà các em làm như thế nào để vượt qua những điều đó mà hãy chinh phục gia đình mà cho dạ, cưới nhau? Lúc đầu thì mẹ cũng đâu có chịu, cấm dữ lắm. Mẹ nói thôi mới quen chưa có tình cảm sâu đậm gì đâu, thôi chấm dứt đi. Một thời gian khoảng một năm trời á, mẹ cứ tải áp lực hoài, cái cũng nói với anh này là thôi chắc là không được rồi, thôi chia tay đi chứ giờ. Cứ ngày nào về mẹ cũng la rồi bắt hả, quen người này quen người kia rồi làm mai làm mối cho em đủ. Bên gia đình em như thế nào? Lúc đầu thì mẹ em là cũng không có đồng ý, nhưng mà tại vì em ở xa ba mẹ, em thì trong này học rồi lập nghiệp, còn ba mẹ em thì vẫn ở quê. Em quê đâu? Tại em quê ở Bình Định, em cứ nói với mẹ là bây giờ mẹ không cho quen thì con cũng quen thôi, con với mẹ đâu ở chung đâu ở xa. Với lại ba em cũng hiểu em nữa, ba em cũng thoáng hơn, ba em cũng động viên mẹ. Thì bây giờ thời đại bây giờ rồi, tuổi tác đâu quan trọng, miễn sao là hai đứa thương nhau là được rồi. Dạ. Một thời gian sau thì mẹ em cũng đồng ý, là ba mẹ em quyết định vô để thăm nhà vợ rồi hỏi cưới vợ. Ba mẹ vô là đi qua bên nhà vợ là đồng ý liền hả? Mẹ em chỉ nói với em là hôm đó là ba mẹ vô để nói chuyện với bên nhà vợ để cho phép hai đứa quen nhau. Nhưng mà thực tế ra là ba mẹ em đã chuẩn bị sẵn ở ngoài quê hết rồi, là đi coi thầy ngày giờ tốt cho hai đứa rồi. Khi vừa bước vô nhà vợ em được chào hỏi được ba câu, khi mẹ em đưa ra được tờ giấy tờ trình ngày này cưới, ngày này hỏi, ngày này làm bình, vợ em bị choáng quá. Đó em cũng nói với mẹ em là bên nhà Hiển là qua chơi chứ biết mặt thôi. Tự nói chuyện xong mấy câu đem giấy tờ ra.
Xong mẹ lần lượt kéo xuống nhà sao hỏi: ủa cái gì vậy, tự nhiên kêu qua gặp mặt mà sao giờ tự nhiên nói chuyện rồi đám hỏi đám cưới gì có ngày định sẵn hết trơn luôn. Nhưng mà cuối cùng bà vẫn chấp nhận. Dạ, dạ không, mới đầu mẹ nói trời không được không được, rồi cũng căng thẳng với em lắm á, kêu cái mới lên nói chuyện lại là thôi để cho suy nghĩ. Với lại cái thời gian cưới nó cũng gấp quá anh chị ơi, tại vì tháng 3 là ba mẹ em vô, là tháng 8 là đòi cưới rồi. Với lại ba mẹ em đã đi coi thầy sẵn là bắt buộc là phải năm đó cưới. Cái mẹ mới hỏi là ủa có gì không mà sao cưới liền vậy. Nhưng mà sau đó em thuyết phục mà mẹ đồng ý. Dạ đúng rồi. À vậy vui rồi đúng không? Là nay là cưới được bao lâu rồi cưng? Dạ cưới được hơn 2 năm rồi. 2 năm có con chưa? Dạ có một bé gái được 19 tháng. Cưới dạ. xong là tức dính là đầu cưới liền, xong là dính liền đúng không? Dạ, dạ. Đúng rồi. Với dạ. lại lúc cưới về thực sự là hai vợ chồng em không biết là có baby. Là tụi em trước đó là đã dính rồi đúng không? Dạ đã dính rồi nhưng mà hai vợ chồng không biết. Dạ, không biết luôn. Dạ về một dạ. tuần sau vẫn đi trăng mập ở trên Phan Thiết thì vẫn làm rầm rầm. rầm rầm luôn. Dạ. Thực sự là em không biết mà vợ em cũng không biết luôn. Đến khi nào thì mới biết? Đến hôm đó là tại vì cái thai nó càng ngày càng lớn á. Tại vì hôm đó vợ em mệt quá, em chở vợ em đi siêu âm. Siêu âm bác sĩ còn la hai vợ chồng nữa. Có thai gần 3 tháng rồi mà vui quá mà không biết luôn. Wow. Tại chắc tụi em còn trẻ mà dạ. đúng không? Với lại vợ em không có biểu hiện như bà bầu anh ơi, không có bị ốm nghén gì hết đó. Vợ em khỏe lắm. Mà em không có đều hả? Em dạ đúng rồi, không đều. Nên đâu có biết, đâu có để ý. Rồi ở với nhau là 2 năm rồi. Dạ. Thấy không? Thì cô ấy có tật xấu gì không? Dạ có. Tới đại hội dạch mặt đó. Nhiều lắm anh ạ. Nhiều lắm rồi. Trời ơi, nhấn luôn cái nhiều lắm mà nhỏ. Vợ em thì cũng ở với ba mẹ từ nhỏ tới lớn rồi nên việc nhà hơi lười lắm á anh chị ơi. Tại vì ba mẹ thương, ba mẹ làm hết rồi. Giờ có chồng về thì em làm. Nhưng mà tụi em là đang ở với ba mẹ vợ hay sao? Ở với ba mẹ vợ thì từ tháng 6 tới nay thôi. Còn lúc trước trong khoảng thời gian hơn một năm đó là tụi em vẫn ở nhà thuê. Không biết làm chuyện nhà. Nóng tính nữa anh, không có kiên nhẫn, không biết giữ con. Ở nhà mà ngày nào mà có hai mẹ con ở nhà là nhà ơi như là em nói là như là đánh trận. Là em là về là thu dọn chiến trường hết luôn. Dạ, đúng rồi, em thu dọn chiến trường. Bạn bè mà ai rủ đi chơi là không cần biết ở nhà chồng con ba mẹ như thế nào là gạt đầu cái rộng liền. Đi chơi là đi ban ngày hay đi ban đêm? Dạ đi ban ngày, tại vì em tụi em có em bé là phải đi ban ngày để về tranh thủ cho bé nó nghỉ ngơi nữa. Ham đi chơi nè. Ham đi chơi. Có thích mua sắm không? Mua online nhiều lắm anh ơi. Gì cũng có gì? Cái đó là anh đó. Đúng chứ. Bây giờ tới em đó, anh ấy có tật xấu gì? Trời, ảnh là còn hơn em nữa thì có. Nói em nóng tính nhưng thật ra ảnh là nóng tính gấp ngàn lần em luôn á. Còn nói với cái vụ mua sắm online là ông lại là chùm số 1 luôn á, chứ không phải em đâu. Vậy hả? Em muốn cái đồ đó để xài cho gia đình anh ơi. Đúng rồi. Ảnh là không bao giờ lãng mạn với em được một xíu nào luôn á. Từ lúc mà hả tỏ tình, cũng chưa tỏ tình với em lần nào hết á. Không có nói là yêu em hay sao gì hết á. Ảnh lúc giai đoạn kết hôn cũng không có thèm hả cầu hôn em được tiếng nào hết á. Trời ơi, cái lúc mà dẫn vô khách sạn, dẫn vô phòng á, có lãng mạn không? Cái đó chỉ có kiểu thèm muốn khóc vậy thôi. Có nói nhẹ nhàng, có nói ngọt ngào không? Có anh, cái đó bảo đảm được. Có tới bây giờ là vẫn có được một cái những là... lúc như thế là vẫn có nói được cái là anh chỉ nói là anh thương em vậy đó chứ chưa bao giờ nghe được câu anh yêu em hết. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em muốn là anh bớt nóng tính một xíu, rồi có thể lãng mạn với em một xíu. Bây giờ em mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Thứ nhất là vợ em là tính kiên nhẫn lại một chút xíu. Tại vì bây giờ mình có con rồi, mình phải thương con nhiều hơn, để từ đó mình thương ba mẹ hai bên nhiều hơn. Với lại vợ em cũng chăm lo làm việc nhà chút xíu để phụ ba mẹ. Chị thấy vừa rồi vợ em nói cái điều rất là chính xác đó. Em tỏ tình với vợ em đi, tại sao chưa bao giờ nói yêu vậy? Nói thương thôi là sao? Thế hôm nay có muốn nghe bạn ấy nói một cái điều gì đó nó ngọt ngào với em không? Đó muốn chứ, đứng lên đi. Trời ơi, mình đứng mình chứng kiến biết bao nhiêu lời tỏ tình đáng yêu. Bây giờ thì anh sẽ không tỏ tình, nhưng mà thật sự bây giờ là anh nói là anh thương em rất nhiều. Không phải chữ thương, không có xài chữ thương. Nhắc anh yêu mà rất nhiều. Vì cái chữ thương nó cũng hay vậy đó. Không, người ta là chữ thương rồi, người ta muốn cái chữ yêu. Thì thật sự bây giờ là anh yêu em và thương con rất là nhiều. Nói chung là anh thương hai mẹ con. Yêu nó đã. Đã gì đâu. Rồi. Đó, thấy chưa? Đó. Đây là điều mà chị em chúng tôi rất cảm thấy là hạnh phúc đúng không chị Vân? Được chứng kiến rất nhiều. Tuổi với lại con của cô Hồng Vân. À vậy dạ. Hả? Con 94 rồi. Dạ đúng rồi. Con cũng xin tự giới thiệu với lại cô chú cũng như là các bạn đang xem chương trình. Thì con tên là Phương Anh. Con sinh năm 94 và hiện tại công việc của con là một người dẫn chương trình và một diễn viên tự do. Ồ vậy đó hả? Phương Anh. Dạ đúng rồi, Phương Anh. Phương Anh đang
có tham gia những chương trình nào không, hoặc là những phim ảnh nào không? Dạ hiện tại thì con đi những cái phim ngắn ở trên YouTube ạ. Là MC thường là dẫn chương trình cho các sự kiện gì? MC thì thường là con sẽ dẫn cho các đài, ví dụ như là VTC, HTV, rồi cũng có dẫn sự kiện ở bên ngoài. Chào Phương Anh. Em bé mấy tháng rồi? Dạ hiện tại em bé được hơn 3 tháng rồi. Vậy đó hả? Chúc mừng. Trời ơi, 3 tháng mà thấy thấy phẩn phẩn ghê. Tại hay luôn á, chị nhìn cái chị biết liền. Tại bình thường á, người của con là kiểu ốm á, cho nên là khi mà mặc những cái đồng ôm là rất là dễ thấy bụng luôn. Chúc mừng con. Không biết. Trời ơi, tôi nhìn là tôi cảm những người mẹ chứ. Rồi mời con. Dạ xin trước tiên chào chú Thuận, cô Hồng Vân. Con là tên là Cao Trí, con 21. Con đang làm về ngành F&B ở bên quận 2. Con là 2001. 2001. Cái này là 1994. 2001. Giờ cách nhau 7 tuổi. Số đẹp. Đây chú thích số 7. Không, nếu vậy là con là hơi bị chững chạc đó nha, nhìn không có chênh lệch gì hết trơn. Thực sự nếu mà con không nói là không biết luôn á. Cho nên cô nghe cái 21 mà cô không biết là gì. Không, em là em là tính liền luôn á, tính liền con số luôn á. Nhưng mà đó ý là chị không nghĩ đến cái chuyện là tuổi tác luôn á. Tại vì nhìn nó xem nhau. Hoàn toàn là không có thấy là con già hay sao hả? Không, bạn này già. Không, bạn này cứng cáp hơn. Bạn này cứng, gọi là ý cô nói là cứng cồi, cứng cáp. Mà nhìn không có chênh lệch gì, thành ra nó nói hay là một là chị không có để tâm đến cái chuyện mà vậy đó hả con? Nhưng mà Trí là công việc đó là công việc gì? Trí chia sẻ thêm đi. Cháu làm ở một gọi là bartender á. Rượu. Ở quận 2. Dạ ở quận 2 ạ. Chắc có lẽ là cô này là trong một buổi tối là đi club hay đi cái chợ nến một cái nơi mà làm. Lần đầu tiên thấy chú Thuận đoán đúng được 100% luôn. Chính xác nguyên cái số này là của em. Như vậy bữa nay em được cấp bằng luôn nè. Hồi nãy là 10%. Hồi nãy là 90%. Bây giờ là 100% luôn. Bây giờ là 100% luôn. Đúng không? Dạ đúng. Yes. Đi đến quán bar rồi uống. Dạ đúng, gặp cái ông này. Rồi gặp ông bartender này, ông ấy rượu cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Wow. Và hai người để ý nhau và quen nhau. Dạ thật cô sự ra cái khoảng thời gian đó nó cũng dài lắm. Tại vì thật sự con cũng chia sẻ một xíu, chắc là chia sẻ luôn về cái câu nói chuyện con gặp nhau. Rồi. Dạ. Là thời lúc cái thời điểm đó là mới vừa hết dịch xong thì tụi con cũng muốn đi chơi ở đúng những cái quán đó. Rượu dạ đúng rồi thì đó. Tới quán đó thì lúc đó là mới vừa hết dịch mà nên mọi người ai cũng đeo khẩu trang hết, không có thấy mặt nhau được hết. Thì cái tính của con lúc đó còn đang còn độc thân cho nên là còn bay nhảy lắm. Xong rồi đi thì kiểu tìm mấy anh coi có quán có anh nào đẹp trai, mình cũng chỉ muốn là giỡn vui để trong cái buổi đó nó thật là vui rồi. Xong cái thì đi trong cái quán đó thấy anh này là đẹp nhất, đẹp nhìn ngoại hình là kiểu mình ưng nhất, đẹp nhất, thì cũng kiểu nói chuyện vui rồi làm quen với nhau thôi. Nhưng mà lúc đó thì không có ý định gì hết. Và sau đó thì con về rồi là phải hơn hai tháng sau thì lúc đó con mới quay trở lại cái quán rượu đó, mới gặp lại thì lúc đó mới bắt đầu chính thức là làm quen với nhau. Tức là lần thứ nhì. Dạ đúng thế rồi. Thế nhưng mà con á, khi mà bạn này về rồi con có cái cảm xúc gì với bạn không? Lúc đó là bạn này đang có người yêu của Cho nên chắc nghĩ là giống như là kiểu khách cô hàng này cũng giống như biết bao nhiêu cô gái đến đây uống rượu thôi. Đúng không? Nhưng mà sau 2 tháng sau gặp lại thì chắc có lẽ là bên này mới chia tay. Dạ không, vẫn còn đang có người yêu luôn. Vẫn còn. Dạ đúng vẫn rồi. Còn chị. Bữa nay chị dở quá. Thôi chị nên là chị nên là một chị số 1 đi. Chị người chị số 1. Sao được cái đó là để cho em, để không cho được, em phải là ông mụ. Không, em kim luôn rồi. Trời tại bữa giờ không ai nhờ chút trơn hết nữa mỏ. Ôi thiệt khổ. Đoán đó. Rồi sao nè? Rồi 2 tháng quay trở lại có cái gì nó khác không? Thì thật ra trong đầu con cũng không nghĩ gì hết. Tại vì trong khoảng thời gian đó thì con cũng vui chơi rất đang rất là thoải mái với cái cuộc sống của mình. Thì cho lúc đó lúc mà gặp lại bạn này thì con bé em của con làm trong cái quán đó thì cũng giới thiệu là cái bạn này là hồi cái bạn trước mà lúc chị làm quen nè. Xong chị nói, cái con mới nói là vậy hả? Rồi thôi không nói gì hết. Thì lúc đó cũng nói chuyện vui với bạn này mà lúc đó bạn này đang có người yêu. Xong rồi con mới nói bạn này thì thôi trước giờ con cũng hay tính làm quen người này người kia,
Nhưng mà với những bạn mà đã có người yêu rồi thì con tránh xa ra. Con không bao giờ muốn mình là cái người bước vào cái cuộc tình của người ta, vì con đã từng đứng trong cái vị trí đó rồi. Thì mình rồi giờ cảm giác... sao hai đứa đến được với nhau nè? Rồi nên lúc đó là con không nói chuyện với bạn này luôn. Phải tầm một tuần, hai tuần sau thì bạn này là người chủ động nhắn tin lại với con. Thì lúc đó bạn mới chính thức là chia tay người yêu rồi. À yeah. Có nghĩa là con gặp bạn này xong rồi con về con chia tay người yêu đúng không? Ủa một tuần sau à? Dạ đúng rồi. Con tuần sau là nhắn tin rồi. Đúng trong rồi. Khi họ tuần trước vẫn còn yêu. Dạ đúng mà rồi. Mà tại sao tuần nên sau? Là lúc đó con thì không có tin vào con nhìn bạn này lúc nào. Vậy là có phải là do nguyên nhân là do cô gái này? Thì đó, lần thứ hai gặp nè. Xong sự rồi trở lại của cô ấy. Dạ, cũng là gọi là 50% do cô gái này thôi. Còn 50% thì do câu chuyện của cuộc tuần trước của con. À. Nên con mới có quyết định như vậy. À. Nhưng mà thật ra là Cao Trí có để ý cô gái này đúng không? Dạ, thật ra thì... Dạ có. Nhưng mà kiểu lúc đó con để ý kiểu cũng cho vui vui thôi. Con cũng không có để ý gì nhiều. Vui gì, xinh chết rồi, vui vui gì. Dạ thì đó. Xinh này rất nhìn là rất là dễ có thiện cảm á. Chú nói thật á. Dạ, cảm ơn chú. Đúng không? Dạ, nhưng mà lúc đó con cũng để ý con vui 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 thôi. Tại vì cái công việc của bạn này là bảo quán bar thì gặp rất là nhiều người. Dạ đúng rồi. Nên là con chỉ là một trong những số ít trong đó thôi. Nhưng mà... con nhắn cho một mình cổ thôi hay là nhắn cho nhiều cô? Dạ nhắn cho một mình. Dạ kiểu con lúc đó mà con có cái tính là con nhắn ai thì con chỉ kiểu nhắn một mình thôi. Ủa nhưng mà này dạ. Con sao chia tay á, người ta buồn lắm, người ta đau buồn lắm, người ta chỉ chưa có nguôi cái mối dạ, tình đúng. Đó sao con lại nhắn tin liền để mà chia sẻ với cô gái này? Dạ thiệt ra thì nếu mà một trong hai bên mà có cái người khác hoặc là có chuyện gì khác á thì nó sẽ buồn. Còn đây là kiểu chia tay trong êm đẹp á nên là mọi thứ nó cứ bình thường với lại con cũng chia sẻ là cái tính con nó hơi vô tâm một tí, nó hơi vô cảm, kiểu dạng hơi vô cảm á, không có cảm xúc gì nhiều. Nếu mà chia tay không có cảm xúc gì nhiều lắm. Vẫn chia luôn. Dạ đúng rồi. Cái gì mình quyết định là mình quyết định luôn. Và chưa đủ yêu đó em ơi. Con chưa đủ yêu đó. Chứ con mà đủ yêu rồi chia tay cũng đau dạ, lắm. Đau lắm. Dạ, thật lúc ra đó thì... là con không có hề tin bạn này luôn. Tại vì con mới nói hồi trước giờ cái luật mà con đặt ra cho bản thân con đó là ít nhất là cái người đó phải chia tay ít nhất là 3 tháng thì con mới bắt đầu làm quen. Nên là lúc đó con kiểu bạn này có nhắn tin cũng chỉ nghĩ cho vui thôi. Không có suy nghĩ là sẽ đi tiến tới với bạn này hay là có gì hết. Bà bạn cũng giải thích với con là do cái cuộc tình trước có một số vấn đề xảy ra rồi chứ không phải là vì bởi vì con. Nhưng mà đàn ông một cô nói gì chả được đúng không? Nên là không có tin. Thì khoảng thời gian dài thì bạn là cái người mà từng ngày thuyết phục con. Dài là dài bao lâu? Chắc cũng gần 1 năm. Gần 1 năm, dạ, năm luôn, dài dạ, thiệt. Chứ chị tưởng tuần mấy. Tại vì có nhiều lắm em, nó nhiều cặp nó đến với nhau. Dài bất ngờ luôn. Giận nhau mà dài nhất là 24 tiếng. Giận tới một ngày trời. Ít hồn. Cái điều gì mà để cho con cảm thấy tin tưởng các bạn này? Tại vì nói về số tuổi thì con cũng lớn hơn. Dạ, đúng. Kinh nghiệm sống cũng hơn. Đó, sự va chạm ở ngoài xã hội cũng hơn. Thì điều gì khiến con cảm thấy tin tưởng cái chàng quyết trai định, trẻ này? Và quyết định là yêu đó. Đó. Dạ, thật ra có nhiều lý do lắm. Tại vì bạn này là một trong những cái tình huống mà nó hơi chém ngay một xíu là bạn luôn phạm phải những cái điều mà con tự đặt ra cho bản thân mình là con sẽ không bao giờ quen những người như vậy. Là hồi trước giờ con quen những người lớn tuổi hơn. Tại vì bằng tuổi con cảm thấy mình bị già trước tuổi á. Xong rồi kiểu bị trẻ con quá thì rồi, nhỏ tuổi hơn nè, nhỏ tuổi hơn là không quen rồi ngay cả cái việc bạn đang có người khác đây là hai cái rồi, hai cái xong gì nữa? Rồi làm trong cái lĩnh vực nightlife, cái lĩnh vực ban đêm đó là con biết là ba cái luôn. Dạ đúng rồi. Là kiểu không có một cái tình yêu chính thức mà trong khoảng thời gian đó. Thật ra nếu mà nói về độ tuổi thì con không thể nào mà lông bông mãi được. Xong rồi từng ngày thì bạn thuyết phục con. Bạn từ những cái điều rất là nhỏ nhặt bạn luôn để ý quan tâm con. Và bạn là cái người đầu tiên từ hồi trước tới giờ con quen dám dắt con về giới thiệu với gia đình và dám gặp mặt gia đình con. Vậy là sau một năm là quyết định là yêu bạn ấy đó. Dạ. Đúng không? Và bỏ qua hết ba những cái gì mà mình không thích. Hiểu không? Dạ đúng đó. Rồi. Còn con kể cho cô nghe đây, cái câu chuyện mà khi yêu của tụi con đó, có cái câu chuyện nào mà tới bây giờ con vẫn còn nhớ không? Đâu buồn trí. Cũng được mà vui cũng được mà chia tay chia chân đồ hay là này cái nọ đồ hoặc là lâu lâu con bị say nắng ai đó ví dụ vậy đồ. Dạ thực ra thì
nhiều chuyện quá, con cũng gọi là kể chắc phải cái không, mình kể nào cái chuyện nào mà ấn tượng nhất á, ấn tượng nhất á, vậy không đối mà với mình con nhớ thì... hoài á, nhớ hoài á, bạn đúng phải mang rồi. Một câu chuyện đến với chương trình Vợ Chồng Son chứ, đúng dạ, không? Câu chuyện là hôm tối hôm đó con với bạn này đi chơi, thì con với bạn có tâm sự kiểu con bị thu hút bởi cái tính của bạn này. Bạn đó có chia sẻ với con một câu chuyện mà con không có kể ra được rồi, không cần xong con bị thu hút, con bị gọi là thu hút xong mà phải quyết tâm là phải theo đuổi được bạn này. À dạ, đó ấn tượng. Dạ đó là ấn tượng đầu khi... đó là ấn tượng. Dạ. Đó nhưng mà còn biết mà là cái câu chuyện ấn tượng đó, là qua cái câu chuyện của cô bé nhưng kể. Mà con được biết á là cái câu chuyện đó là nó có hơi hướng là giống như kiểu con là một người hơi bị quậy phá mà lại ấn tượng với bạn này. Con cũng hiểu lý sao, do vì sao, tại vì trước giờ những người con quen á thì luôn lúc nào cũng nhìn con với ánh mắt là kiểu một người rất là hiền dịu, kiểu nhu mì, và họ luôn hướng tới là một cái người mà độ tuổi như con thì phải có hình tượng như vậy. Thì lúc đó con lại sau quá nhiều câu chuyện xảy ra thì lúc đó con bỏ hết những cái hình tượng mà tại sao mình phải cứ tạo ra mình là một cái con người, là một người vợ để cho người ta hướng tới, là mình để cưới làm gì, thì con sống đúng với bản thân con. Thì lại là cái người thu hút bạn này. Là thu hút bạn này. Thì có bao giờ hai đứa đi chơi mà gặp người yêu cũ của con không? Nhiều lắm cô. Ông có nghĩa là ảnh là nhiều người yêu cũ hay là một người yêu cũ? Dạ tại vì thực nhất ra là khi mà con tới, lúc mà còn bạn này còn làm việc thì vẫn còn làm việc chung với người yêu cũ. Cho nên là con đi tới cái chỗ mà bạn này làm việc thì gặp người yêu cũ thường xuyên luôn. Rồi con có bao giờ con bị xử tử không? Có bị phản ứng không á? Thật sự ra là tại vì con cũng hiểu được câu chuyện của phụ nữ với nhau á. Thì mặc dù là có lục đục xảy ra trước đó như bạn này kể nha, chứ con cũng không biết là bên kia, tại vì con không muốn tìm hiểu quá sâu về quá khứ của người khác. Thì bước vào một cái mối tình mới mà khi mà người đàn ông mà có một cái mối quan hệ sớm trong sau đó chỉ một tuần thôi thì chắc chắn người phụ nữ sẽ rơi vào trạng thái rất là buồn và tuyệt vọng. Mặc dù là có cãi nhau gì đó đi nữa nhưng mà một khi đã gọi là quen nhau thì có tình cảm, có đã yêu rồi thì con biết là cái tâm trạng bạn đó đối với con thì cũng sẽ khó chịu, nói chung là cũng có lời qua tiếng lại, nhưng mà con hiểu vấn đề đó nên thôi con sẽ chọn cách im lặng. Lời qua tiếng lại là trên internet hay là trong cái nightclub đó? Thật sự ra thì cái mối quan hệ của cái bạn đó với rất nhiều những người bạn xung quanh con đều biết hết. Nó lại có một cái mối quan hệ tình cờ như vậy, là bạn nó không nói gì với con nhưng cứ luôn tìm những người xung quanh con để nói nặng lời và tới tai con. Dạ đúng rồi. Là nó sau lưng con. Dạ đúng rồi. Con nhưng xử mà con cảm thấy là kiểu nếu mà có việc gì á thì nói thẳng trực tiếp với con, chứ nếu mà làm phiền những người xung quanh con thì chính con rất là ngại. Bởi vì những người xung quanh mình đâu có tội lỗi gì đâu mà tự nhiên cái phải chịu những câu chuyện rồi đó. Con xử lý làm sao? Con có tìm bạn đó để nói chuyện thì con có nói là có việc gì hoặc là có cái khúc mắc gì đó, hoặc là cứ có một cái suy nghĩ là con là người thứ ba gì đó thì cứ nói thẳng trực tiếp với con có thể giải thích được, là vì rõ ràng là khi con gặp bạn này, khi bạn này đang quen bạn đó thì con đã không quen rồi. Thì sau một khoảng thời gian thì bạn nó giống như kiểu không có dám đối diện trực tiếp với con mà chỉ có nói lòng vòng thôi, thì sau khoảng thời gian thì bạn nó cũng im lặng thôi. Bây không nói gì nữa. Rồi sau đó im lặng luôn. Dạ đúng rồi. Mà lúc đó con biết chuyện đó không? Dạ con biết. Rồi con có gặp bạn đó để con nói là không nên làm như vậy không? Dạ kiểu đó là một câu chuyện của con gái nên con cũng xen vào. Con né luôn hả? Dạ con né luôn. Con đứng ở ngoài con nhìn luôn. Bây giờ bạn đó làm để hai không? Để hai bà tự dạ, xử lý. Bây giờ bạn đó còn làm chung với con không? Dạ giờ lúc đó là con làm ở quận nhất. Bây giờ con chuyển sang quận 2. Chuyển dạ. Ở quận 2 rồi. Cách hai thành phố rồi. Đó. Dạ, đúng rồi. Một thành phố Sài Gòn với thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức rồi. Thôi, cũng được rồi. Rồi sau đó là bao nhiêu lâu hai đứa làm đám cưới? Khi mà là gần một năm sau là tụi con quyết định là đi đến hôn nhân. Là cưới được bao lâu rồi? Cũng được nửa năm. Nửa năm rồi. Em bé 3 tháng. Về ăn chơi được có mấy tháng vậy là coi như dính bầu luôn. Dạ anh chắc ăn chơi chán rồi. Có hơi câu chuyện con cũng chia sẻ một tí xíu là ban đầu con không có chịu cưới, tại vì con nói là con là một đứa trong cái thời điểm mà con đến với bạn này con không tin vào tình yêu nữa,
con cứ nghĩ là ừ thôi mình quen mình để đó thôi, mà bạn này lúc nào cũng giục cưới hết, lúc nào cũng muốn là cưới đi. Mà con không hiểu tại sao con lớn tuổi hơn bạn, bạn sợ ế sao bạn cứ đòi cưới hoài. Không, cái vấn đề tuổi tác, cái bọn con trai nó vậy đó. Cái vấn đề anh tuổi Bin tác đó là yêu chị Thiên Nga đó, Thiên Nga lớn hơn anh Bin là nữa hả? Ba tuổi. Ba tuổi hả? Ba tuổi, ba tuổi. Ồ, nhưng mà Thúy Nga nó già dặn hơn em nhiều. Thôi, không có đâu, nghĩ sao mà cưới. Bà nói nghe, bây giờ là bên bên hải ngoại người ta biết luôn rồi đó. Ủa, rồi thì ai giờ, cũng hỏi cho nó. Thì giờ cái sự thật nó vậy thì mình nói vậy thôi, anh yêu thầm chị Thúy Nga. Dạ. Biết chị Thúy Nga không? Dạ biết. Đó, cô Thúy Nga đó, rồi nhờ vậy mà cô Thúy Nga giờ chưa chồng luôn đó. Nó nghe nè, nhưng mà khi cái vấn đề tuổi tác á, mà nó lộ ra đó, mà con biết con nhỏ hơn, hơn bạn Phương Anh thì khá là nhiều tuổi, thì nó có cản trở trong cái việc gọi là tình cảm của con khi mà con đến Phương Anh không? Dạ lúc đầu á nghe, dạ không biết. Dạ con bình thường à, do kiểu con gọi là đi làm sớm nên cũng đụng chạm nhiều vậy. Nó không nó thích cho nên nó mới đòi cưới. Nhỏ này không chịu cưới mà này cứ đòi cưới đây đó, nè. Thì bởi em đang hỏi là cái giai đoạn mà đó. Khi mà mới biết tuổi á thì đó. Em muốn hỏi để em coi có giống cảm xúc của em hồi đó không. Đó chị Nga không chịu. Hồi đó là chị Nga tâm tư của mình. Không á chú, chứ chị Nga không có gì hết trơn nha. Chị Nga không có chịu. Xong chị Nga mới đi Mỹ đó. Dạ. Không, tôi chỉ thích Cát Phượng thôi. Rồi sao nè, bây giờ lấy nhau về rồi mấy năm mà dạ tụi con mấy được có mấy tháng, mấy tháng, 6 tháng rồi đúng không? Dạ đúng rồi, nửa năm rồi. Sau nửa năm ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Thật ra là con không biết chồng con suy nghĩ sao về con, nhưng mà tật xấu của chồng con thì trước đó là con đã thấy rồi. Nhưng mà kiểu mình cũng nghĩ là sẽ nó không có phải là một vấn đề quá nhiều á, là cái đầu tiên mà con cảm thấy mình không thích thôi, chứ có thể là người khác thích cũng được. Rất là bừa bộn. Con nói là nhà là có một đứa bày và một đứa dọn. Cứ đi về là xả ra, đi về là xả ra, xong rồi làm cái gì cũng xả ra. Xong con cứ, tại vì cái tính con rất là cầu toàn và kỹ tính luôn. Cứ đi đâu thấy khó chịu, nó không có nằm trong cái sắp xếp của mình là bực bội liền. Nhưng mà mình dọn một lần, xong rồi mình đã nói rồi, anh ơi nhớ để này vô. Ok ok ok, lát nữa anh dọn mà. Xong lát nữa mình cũng không thấy dọn, phải tầm 2-3 tiếng sau tới mình dọn. Đúng rồi, cái mình phải đi dọn. Xong con hỏi là tại sao anh không dọn? Thì một lát nữa, tức là khi nào mà anh đứng lên nó là một lát. Không biết khi nào anh đứng lên. 10 người hết 8 người vậy rồi con. Sao cái con phải cứ đi dọn? Đúng là nhà, mà hồi trước tới giờ ở nhà con á, con kiểu là một cái đứa được cưng chiều, là mình không bao giờ phải đi làm cái gì hết. Cuối cùng giờ mình phải làm ô xin. Dạ đúng rồi, xong rồi cứ bày ra, xong rồi mình cứ phải đi dọn vô. Mỗi lần bà dọn vậy, bà có cằn nhằn. Dạ thì chỉ hơi ràm thôi. Để chuyển qua bên kia rồi, bây giờ nè, bừa bộn còn gì nữa? Rất là sàn cô. Sàn? Dạ. Xài sàn phải không? Dạ không, không sàn á, lâu á. Dạ đúng rồi. Rùa đó, rùa đó. Từ hồi quen con đã như vậy rồi. Là chậm chạp á phải không? Dạ đúng rồi. Mặc dù là con biết là hồi đó là rất là chậm trễ, là con không biết lý do tại sao là luôn đi trễ. Con cứ nghĩ là chắc là do quên hay gì đó, nhưng không. Ví dụ như tới giờ hẹn đi thì mình tính con gái rất là kỹ tính mà đi ai chơi ngờ. Với con trai. Ai ngờ ổng điệu hơn mình luôn. Xong cái mình đã phải chuẩn bị rất là kỹ rồi, cái con đã phải gọi trước là hơn một tiếng đồng hồ là để là biết là chắc chắn là sẽ đến đúng giờ. Không, nhưng vẫn lại trễ. Điệu, lo điệu đúng không? Sao con cũng không biết là làm cái gì mà cứ sùn sùn. Nhưng bây giờ con đã biết lý do tại sao chưa? Thì cứ vậy đó cô, nói chung là có những cái sầu quần. Nghĩa là trước khi ra nhà, là phải làm mấy miếng. Dạ đúng rồi. Làm mấy mẫu miếng. Mà chứ không phải là điệu không. Hoặc là cứ quên đồ, ví dụ như con nói là có những cái đồ mình để đúng cái vị trí của nó thì mình sẽ nhớ. Không để quên xong rồi cứ chạy xuống, chạy lên, chạy xuống. Cái đó là sai. Cái này nó là liên đới của cái sự bừa bộn đó. Thành ra là mình bừa bộn biết để đồ đâu phải đi kiếm. Đó. Kiếm thì trễ giờ. Đó. Vậy thôi. Chính là, thứ nhất nè, một là bừa bộn, hai là sàn. Dạ đúng rồi. Rùa. Mà kiểu con gái mình một hai lần thì không sao, nhưng mà nhiều lần mình thành ra bực bội á cô. Trong khi bả là làm bên truyền thông, là người cần phải có phải đúng ra cái người sàn phải là bả. Dạ đúng rồi, mình con mà gái mình không sàn thôi chứ đàn ông trai. Rồi tiếp nữa nè, tiếp nữa là coi còn gì nữa không nè. Có nghiện rượu, nghiện bia, nghiện game gì không? Dạ không, cái đó thì bạn này thì không có. Thì chỉ có hai cái đó thôi. Có hay nhắn tin với gái thả bơm thả thính, like cho gái không? Trời, con là cái đứa mà hồi trước tới giờ nha, là không hiểu sao những người trước con quen á là hay có cái tính đó. Nên là lúc mà con quen bạn này á là con đã phải mò dữ lắm luôn á. Có những lúc mà con ngồi con phải mò từ Facebook qua Instagram qua Zalo. Mà không có gì hết. Không có gì hết. Không có một cái gì để con ghen luôn. Con tức là vậy, nhiều lúc con phải tự kiếm chuyện để con ghen. Không, như tin hồi nãy bạn có nói mà bạn đã nhắn tin với ai rồi là chỉ có một người đó thôi chứ không có ai khác. Hay quá. Dạ. Thôi, chúc vậy mừng là sẵn như hỏi mong muốn thay đổi đi. Con có muốn chồng thay đổi điều gì không?
nếu mà thay đổi thì con chỉ mong là bạn lo nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì con biết là ở với cái lứa tuổi của bạn thì con cũng không thể nào bắt bạn là phải như một người đàn ông trưởng thành được. Nhưng mà kiểu thời thế nó ép bạn vô cái công việc là bạn có gia đình, làm chồng, làm gia đó, đúng không? Rồi. Dạ đúng rồi. Thì bạn tự phải làm mình lớn hơn và trưởng thành hơn để nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Nãy bạn tự bạn nói đó, bạn là người vô tâm đó. Đó, vô mà tâm. Bây giờ sắp tới là vô tâm với con. Sắp tới là có em bé, là có con rồi. Mình làm cha rồi. Không như là cái chuyện vô tâm nó nguy hiểm lắm. Nha. Rồi bây giờ tới con đó, Cao Trí. Dạ. Cô ấy có những cái tật xấu gì? Dạ. Dạ không, tật xấu thì nói chung là cũng gọi là dựa trên cái tính cách thôi, là kiểu hay giỏi. Hay giỏi. Con là một con người kiểu ít nhắn tin với phụ nữ gọi là xung quanh con. Nhưng không, tối gì ngủ mơ, sáng dậy giận. Một tháng nào cũng mơ, một tháng nào cũng mơ, tháng nào cũng mơ luôn. Tháng nào cũng mơ, tháng nào cũng mơ, tháng nào cũng mơ luôn, là cứ đều một tháng là một hai lần, một hai lần, một hai lần. Ghen mộng. Mà con lơ tơ mơ, con không biết cái gì luôn, đúng không? Dạ, tự nhiên ngủ dậy sáng là phải dỗ. Biết rồi, con... ghen mộng. Tại xong vì... rồi ghen, xong rồi mơ, xong rồi áp đặt cái đó cho con là con mới đi ngoại tình về. Rồi đó. Trời ơi. Tháng nào cũng mơ luôn, mà mơ một lần mỗi người luôn. Lúc mà con đến với bạn này là con không tin vào tình yêu. Con nói là con đàn ông mà. Hồi đó con tin là 90% đàn ông sẽ ngoại tình. Nhưng sau khoảng thời gian dài con trải qua thì con tin là 100% đàn ông ngoại tình. Chỉ có là vợ biết hay không thôi. Nên lúc con đến với bạn này, con là một người cực kỳ tiêu cực. Con không tin gì hết. Thì bạn là người thuyết phục con từng ngày, con mới đồng ý tới chuyện đám cưới. Cái xong rồi, nên là ngay cả cái lúc đám cưới á, nhiều lúc tự nhiên cái mình nằm mình mơ. Thì mình nghĩ trong đầu là chắc là phải có cái gì đó nó mới có cái giấc mơ đó, chứ bình thường tự nhiên đâu có cái giấc mơ đó đâu. Bà suy nghĩ quá. Đúng rồi. Thành ra nó đúng rồi, suy nghĩ nhiều quá xong cái mơ. Cái giấc mơ. Dạ đúng rồi. Trong lúc ngủ. Con nói mà đâu chịu tin đâu. Bây giờ mà. Còn không con? Dạ mới cũng còn trước, mới khi, trước khi đi quay luôn làm mơ làm chập đi quay xong mới đi quay mà. Ừ. Rồi còn gì nữa không? Đằng xong cô nói được cho nghe nè. Dạ tính gọi là sao? Kỹ tính quá, dạ, cầm ràm. Dạ cầm ràm. Câu cầm toan, ràm, câu toan dạ, kỹ tính. Kiểu nó hơi vô guồng quá, giống tại như gì? Ở trong quân đội. Tại vì ông bừa bộn thì bả chắc chắn có cầm ràm rồi. Con lâu con cũng dọn nhà, con cũng dọn mọi thứ nhưng mà kiểu rồi, hơi vô guồng quá. Bây giờ nè, cái khoảng cách tuổi tác có dạ. bao giờ thể hiện mình là người chị, một người kinh nghiệm, một người được sống lâu, sống lâu hơn cho nên là hay dạy dỗ. Hay la đó, hay la. Dạ thì có không? Hay la mình dạ, không? Dạ có la nhưng mà la những thứ mà con sai thôi. Đúng rồi, thôi đúng rồi. Nhưng mà kiểu la hay la là cái vụ con hay sàn thôi, chỉ cứ la mỗi vụ đó thôi chứ còn lại con cũng nói là chưa biết là ai va chạm nhiều hơn ai nên cũng hay. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Đó, quá ngon. Cái mà trong cuộc sống á mà cái người vợ mà hơn tuổi mình á là cái người chồng ta sợ nhất, cái kiểu mà luôn luôn người vợ coi mình là cái người kiểu như là người nhỏ hơn, chưa trưởng thành. Là cái đó là cái sợ nhất á, là tại vì người ta luôn luôn người ta cảm giác là giống như là người ta mình chưa phải là một cái chỗ dựa vững chắc cho cái người vợ của mình. Mà cái đó là cái đàn ông ta tối kỵ á. Thành ra là con mà không có cái tính đó như vậy là rất tốt. Có nghĩa là rất tốt luôn. Rất là tâm lý á. Bây giờ là chung quy chỉ còn lại một cái là cái gọi là ghen mộng á em. Ghen mộng. Cô nói cho nghe. Khi mà con đã xác định là khi mà con đến với bạn này, con xác định 100% đàn ông là ngoại tình rồi. Thì giờ con đã biết như vậy rồi, con xác định như vậy rồi. Nhưng mà con vẫn lấy bạn thì có nghĩa là con đã chấp nhận cái kết luận của con rồi, đúng không? Thì con cứ nghĩ đến cái điều là gì nè. Từ cái ông thủ tướng ông cũng có bồ. Con cứ nghĩ đi, đúng không? Rồi những cái người nữ, những cái nữ minh tinh mà phải là nhất thế giới, phải đẹp nhất thế giới vào trong top gọi là top 100 người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Mà ông chồng vẫn ngoại tình. Dạ. Đúng không? Thì con phải nhớ vậy nè, nó là thuộc tính của đàn ông rồi. Mà bây giờ đến thời đại này rồi là không phải chỉ có đàn ông ngoại tình mà đàn bà cũng ngoại tình nữa. Đó là mình đương nói là cái mặt bằng chung của tất cả mọi người, của cả cái xã hội. Còn nếu như trong gia đình của mình tiết chế hoặc là mình chận cái việc đó được bao lâu, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn trong trường hợp mà cái chuyện nó có xảy ra thì đã trong cái phần lường trước của mình rồi.
cho nên không có việc gì mà mình phải bận tâm, mình suy nghĩ cho nó mệt. Đúng. Con hiểu với cô không? Dạ con hiểu. Cái phần xác không là cái gì hết, ăn thua là cái phần hồn thôi, đúng không con? Dạ. Cô nói thì cô hỏi thiệt con chứ, ngày nào con cũng ăn phở con chịu nổi không? Ngán thấy mồ, đúng không? Cũng phải đổi qua mì hay là cơm chiên, cơm ơ đồ, đúng không? Dạ. Thì cái việc đó nó cũng giống như là món ăn thôi, đúng không? Dạ. Cái người đàn ông mà họ đi ngoại tình như là một món ăn mà họ muốn thay đổi, họ cần thay đổi. Nếu như chồng mình có là trong cái phần lường trước của mình rồi nha. Dạ, còn rồi. Nếu chồng mình không có, quá tốt. Dạ. Thực sự nhiều khi con có tin không? Nhiều khi cô cái này cô thôi nha, cô không có khuyên ai đâu nha, nhưng mà cô thấy nếu như bây giờ á mình như thế này, nhiều khi mình không có đủ sức khỏe, hoặc là nhiều khi mình sao ta, mình cũng không cũng bị nhiều. Thời gian nhiều, mình làm việc nhiều quá mà mình bắt chồng mình á phải chịu đựng mình quá nhiều, tự nhiên thấy tội nghiệp ổng. Tại vì cuộc đời con người ngắn ngủi lắm. Dạ. Và rất vô thường, con người ta sinh ra phải được hưởng thụ tất cả những cái gì mà cuộc sống cho người ta, rồi tự nhiên bây giờ mình chặt mình tém lại, tự nhiên bắt chồng mình khổ. Dạ, thì cũng rồi. Tội cho chồng mình. Còn ví dụ như mình không có nhu cầu đó, và mình có một cái nhu cầu khác, ví dụ như là mình làm cái việc này mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình happy, vậy là mình dạ. mình sung sướng rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì thành ra cô nói con là bây giờ đang có em bé, đúng không? Dạ. Đang có em bé mình phải lo sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tinh thần cho mình và cho con cho của mình mẹ. Đúng không nè? Dạ. Nếu mà mình suy nghĩ nhiều quá, mình cả nghĩ nhiều quá, mình suy diễn nhiều quá là mình sẽ bị gì con biết không? Sau khi sanh là rất dễ bị trầm cảm. Đó. Đó, đó, cho nên là đừng có dạy mà như thế mình khổ. Con mình khổ chứ không ai khổ. Con cũng nghĩ như vậy. Đúng, cho nên con phải delete hết những cái gì mà cần con delete. Con cũng nghĩ lường trước được cái câu chuyện là con có suy nghĩ là đàn ông sống với mình mà nó chỉ là 60 năm, 70 năm thì bây giờ mà bắt người ta luôn luôn ở bên cạnh có tình cảm với mình như hồi lúc mới yêu thì rất là khó. Nên cô chấp nhận là có thể do bản tính của đàn ông, họ có thể đi ra ngoài tìm những niềm vui, nhưng họ biết xác định đâu là nhà chính là xác. Được rồi. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại cũng hơi chạnh lòng, hơi buồn một xíu nếu như mà chồng mình như vậy á con. Nên là kiểu lo lo kiếm chuyện vậy thôi. Lo xa đó, cái đó là lo xa đó. Còn con, cô nói là bây giờ vợ con đang như thế này á, thì bằng tất cả mọi cách con phải tạo cho vợ con một cái niềm tin là đúng rồi. Dạ. Ngày nào con cũng nâng niu chiều chuộng đúng như rồi. Bà chứng tuyệt vời đúng rồi đó, đó. Là như nhưng vậy. Mà cứ đó. Suy nghĩ vậy là thì từ từ bớt suy nghĩ thôi này. Sau đây về chính suy nghĩ vì lại cái câu mà con nói á, thật ra là con nhỏ hơn nhưng mà chưa biết ai ra đời sớm hơn. Dạ. Cho nên chính cái câu đó của con, chú đánh giá rằng con rất là trưởng thành, rất là trưởng thành luôn. Yeah. Rất là chững chạc, rất là chuẩn mực luôn. Yeah, và hy vọng cái ngoại hình á thì cũng đã cứng cỏi gọi đúng là rồi như là hơn con á, già hơn Vương Anh luôn, thiệt luôn á. Đó. Yeah. Đó, nhưng mà bây giờ chú chỉ có một cái chia sẻ với con, cái này là vợ đang trong cái trạng thái sắp tới thì sẽ yếu đi nhiều, thậm chí là làm việc sẽ ít hơn, cho nên cái việc bừa bộn mình phải sắp xếp lại, đúng rồi. Bớt lại. Và thậm chí là phải làm việc nhiều hơn. Vợ nó kỹ quá, nó sạch quá. Nghe, thấy chưa? Để cho vợ vui. Vợ vui thì con nó vui. Vợ mà lâm bồn, vợ đẻ mà trong cái tâm trạng là vui vẻ, hạnh phúc thì con nó sẽ xinh, sẽ trời đẹp, ơi. Sẽ vui hơn. Cô chưa nói nha. Nó mà sạch sẽ như vậy là mình lời á. Con mình lời, tại vì sau này con mà khi nó bò đó con, cái sàn mà con tưởng tượng mà nó dơ là tội con lắm luôn á. Không, từ các bạn này sẽ thay đổi nha. Các bạn đã không lựa chọn cái việc là chúng ta gặp nhau như thế nào, nhưng mà trong hạnh phúc là các bạn đã lựa chọn, và lựa chọn rất đúng. Và chúc mừng hai bạn đã tìm được cái người bạn đời rất xứng đáng, rất hợp với mình. Chúc mừng các bạn, bởi vì các bạn là hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Dạ, cảm ơn cô chú. Xin cảm rồi. Ơn. Tên này, rồi tuổi này. Dạ. Dạ. Cưới nhau bao nhiêu năm rồi nha? Chào, mình tên Phong, năm nay mình 29 tuổi, đã cưới nhau được 9 năm. Này là vợ mình, Lê Nhi. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em là Nhi Lê và hiện tại em 28 tuổi. Và em đang kinh doanh về đào tạo spa và mỹ phẩm Divaline. Thì hiện tại ngày hôm nay em đang có mặt tại đây và tham gia chương trình vợ chồng son ạ. 19-20 cưới nhau quá đã. Vậy cưới nhau dài từ lâu rồi đúng không? Coi như là quen nhau từ lúc còn trẻ, là bây giờ đang đi cùng nhau đến gần nửa cuộc đời đi.
sao cảm xúc của anh như thế nào khi mà ngỏ lời và được đồng ý? Dạ, nói chung là cái gì đến nó cũng bất ngờ hết, nhưng mà đến thì đến rồi, phải chấp nhận thôi. Rồi, okay, rồi. Ở nhà vợ có ai bắt nạt không? Dạ, bắt nạt thường xuyên lắm. Này nóc nhà. Okay. Rồi không biết là hai vợ chồng mình có nghe cái bài hát mới của Đen Vâu chưa? Mang gì về cho vợ? Đừng mang tiền về cho vợ, đừng mang nợ về cho vợ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ hỏi hai chồng với cô Vui ha. Nhi đúng không? Dạ. Nhi hãy dùng 5 từ để tả những tật xấu của chồng. 5 từ? Hoặc là kể 5 tật xấu của chồng. Kể 5 tật xấu? Có. Dạ có. Kể đồ bỏ tại chỗ, đổ xe. Thì gì nữa ta? Nhìn. Ngủ nhiều. Còn gì nữa? Đó rồi. Còn gì nữa ta? Còn hình như là chồng em ít có tật xấu. Dạ. Còn anh chồng có thể bóc phốt vợ ngay tại đây với 5 điều xấu tính của này chỉ có là hay cầm ràm, này chỉ có một cái thôi. Thiệt không? Thiệt, cái này là thiệt. Thiệt là một cái đúng không? Dạ. Ok, mới còn vài nói. Anh ơi, nãy em nói lén lén rồi chứ mới còn vài nói. Rồi, sẽ là bây giờ sẽ là những câu hỏi vui ha. Hai vợ chồng sẽ cùng trả lời coi là mình có giống ý nhau hay không. Dạ. Rồi, địa điểm du lịch trong nước yêu thích nhất? Nha Trang. Phú Quốc. Tại chưa được đi mà. Rồi. Nếu là hẹn hò đi chơi sẽ đi ăn nhà hàng hay quán lề đường? Nhà hàng. Nhà hàng. Thích đi chơi xa bằng xe máy hay xe đò? Thích đi ô tô. Có nghĩa là trả lời lượt đó hả? Cùng trả lời cùng lúc. Dạ, ok. Vậy hỏi lại đi anh. Rồi, cùng hát nha. Nếu được chọn đi du lịch nước ngoài sẽ đi ở đâu? 1, 2, 3. Thái Lan. Phú Quốc. Nước ngoài. Nước ngoài.